Xin chào tất cả các bạn. Ai trong chúng ta là những phụ nữ và chúng ta luôn muốn chúng ta có thể sở hữu được một vòng hai thon gọn và một thân hình săn chắc. Vậy thì tất cả các bạn đã tự sắm cho mình một bộ kem bôi thanh mỡ Go Slim Collagen này chưa? Nếu chưa thì hãy mau mau sắm cho chúng ta một bộ kem bôi thanh mỡ Go Slim Collagen với mục đích để chúng ta có một thân hình hoàn thiện và điều quan trọng nhất được sở hữu một vòng hai thon gọn. Ngày hôm nay, Ất Phượng sẽ giới thiệu sản phẩm siêu hot kem Go Slim của công ty Maxiatri vừa cho ra đời cách đây khoảng 4 tháng. Đây là sản phẩm kem bôi thanh mỡ đầu tiên tại thị trường Việt Nam có chứa collagen thực vật. Và nó giúp cho những chị em phụ nữ sau khi sinh em bé thì có một vòng hai bị trùng và chạy xệ. Thì sản phẩm này có collagen thực vật, sau khi chúng ta sử dụng nó sẽ giúp tái tạo làn da và giúp cho chúng ta có vòng hai thon gọn và săn chắc. Bây giờ Ất Phượng sẽ chỉ cho cả nhà cách sử dụng với sản phẩm Hot Body Cream kem tan mỡ siêu collagen này nha cả nhà. Thứ nhất là trước khi xài thì các bạn hãy bơm một lượng nhỏ kem tan mỡ. Một lần chúng ta bôi thì chúng ta chỉ cần xài từng này thôi nha cả nhà. Tùy theo cơ thể mỗi người và mỗi một lần chúng ta bôi kem tan mỡ thì chúng ta sẽ bôi một lượng vừa đủ. Ví dụ da các bạn mỏng thì chúng ta bôi vừa ít vừa phải. Còn những người mà có da dày thì chúng ta sẽ tùy theo cơ địa mà chúng ta sẽ có một lượng kem phù hợp với lại vùng bụng của chúng ta nha. Cái điểm hot nhất của kem bôi tan mỡ Go Slim Collagen này có nghĩa là chúng ta có thể bôi và sử dụng tới tất cả những nơi mà chúng ta cần giảm mỡ. Ví dụ như là đây, bụng. Vòng 2 của chúng ta là một cái mà làm cho chị em chúng ta rất là khó chịu. Bởi vì sao? Nhiều khi các bạn không mập nhưng mà chúng ta chỉ bị sở hữu một cái vòng 2 ngấn mỡ, thì đây là một giải pháp rất là an toàn để giúp cho chị em chúng ta, nếu chúng ta chăm chỉ từng ngày một thì chúng ta sẽ có một vòng 2 thon gọn với sản phẩm kem bôi tan mỡ Go Slim Collagen của công ty Maxiatri của chúng em nha. Điều thứ hai đó là cái bắp tay của chúng ta. Một số chị em thì sẽ bị cái bắp tay hơi bị bự, thì chúng ta cũng sẽ bôi kem tan mỡ vào những cái nơi mà chúng ta cần giảm mỡ. Đó, bắp tay. Và bắp tay bên này. Rồi, sau khi chúng ta bôi kem thì chúng ta sẽ massage nhẹ để cho kem thẩm thấu. Và điều một đặc điểm rất là hot của sản phẩm kem bôi tan mỡ này là khi chúng ta xài kem thì nó sẽ thẩm thấu ngay tại chỗ vào trong da của chúng ta luôn, chứ không phải giống như là những sản phẩm khác nó sẽ gây bí rít mà nó không có ăn vào trong da của chúng ta. Cả nhà thấy không, khi em bôi vào là nó sẽ thẩm thấu ngay tại chỗ vì nó đang là một dạng gel và nó có collagen, nó rất tốt cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta săn chắc. Bởi thế nên những bạn đi tập gym á, các bạn ấy tuy không có mỡ nhưng vẫn xài kem tan mỡ để săn chắc. Rồi bây giờ Ất Phượng sẽ chỉ cho cả nhà cách chúng ta sẽ massage vùng bụng để chúng ta sẽ có một vòng hai thon gọn. Thứ nhất, khi chúng ta bôi kem để cho kem thẩm thấu vào bụng của chúng ta, đúng không? Sau khi vậy chúng ta sẽ đẩy hai bên này vào để chúng ta định hình được chúng ta sẽ có một vòng hai. Xong chúng ta đánh từ dưới đánh lên. Đó. Không mất nhiều thời gian của tất cả chị em phụ nữ chúng ta. Chỉ cần một ngày chúng ta chỉ mất ra 3 phút thôi để chúng ta sử dụng kem bôi tan mỡ này. Đó, cả nhà thấy không? Khi Ất Phượng massage thì chất kem nó thẩm thấu luôn vào trong bụng của chúng ta rồi. Và điều đặc biệt cả nhà chú ý, một số chị em xài mới bôi vào có phản hồi là ở sao chưa nóng. Khi sản phẩm kem tan mỡ này thì không phải nó sẽ nóng ngay đâu nha cả nhà. Khi chúng ta bôi vào thì khoảng 20 phút sau thì bắt đầu kem nó bắt đầu thẩm thấu trong da của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta sẽ có cảm giác nóng lên, cảm giác là sướng đây. Và điều quan trọng nhất của cái sản phẩm kem bôi tan mỡ này là khi các bạn mua một hộp kem tan mỡ này thì chúng ta sẽ được tặng kèm theo, tặng hoàn toàn miễn phí một cái đa nền định hình trị giá 500.000 và free hoàn toàn cho các bạn khi mua một hộp kem tan mỡ này nha. Và hai thứ chỉ có 600.000 trong một set. Thì khi chúng ta xài kem xong thì các bạn sẽ sử dụng thêm 1 tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng với một cái đa nền định hình này nha cả nhà. Đằng sau cái đa nền định hình này nó có hai cái sóng để nó cố định cái vòng hà và vòng lưng của chúng ta đỡ bị nhức mỏi. Nhất là những chị em phụ nữ sau sinh thì chúng ta hay bị nhức cái phần lưng này, hoặc là bố mẹ chúng ta ở nhà cũng hay bị nhức hoặc là nhức cái lưng á. Thì cái sản phẩm này
Đây là một cái rất là tiện lợi để khi chúng ta nịt vào trong cơ thể thì chúng ta vừa cố định để có một cái vòng hai thon gọn mà còn giúp cho chúng ta cải thiện không bị nhức lưng. Bây giờ Ớt Phượng sẽ chỉ cho cả cách xài đai nha. Chúng ta quấn đai vào, sau khi bôi kem thẩm thấu xong chúng ta quấn đai nịt vào nha cả nhà. Và điều quan trọng nhất là cái đai nịt này rất là thoải mái. Rất là thoải mái nha cả nhà, chứ không có dạng như là khó xài như những một số đai nịt khác trên thị trường. Rồi sau khi dán vào như vậy rồi thì cả nhà bắt đầu chúng ta sẽ cố định tùy theo vòng hai của chúng ta to nhỏ mà chúng ta sẽ nịt vào. Đây nó có độ giãn nha cả nhà. Đó. Quá tuyệt vời đúng không cả nhà? Chỉ mất 3 phút thôi với một bộ siêu kem tan mỡ Hot Cream Collagen Gold Slim này thì cả nhà sẽ có thể sở hữu được một vòng hai cực kỳ thon gọn cùng với sản phẩm kem bôi tan mỡ này nha cả nhà. Và điều quan trọng là mua một combo hai sản phẩm, chúng ta chỉ cần trả tiền một sản phẩm thôi. Và chỉ cần 600.000 một sản phẩm Hot Collagen Gold Slim này thì các bạn sẽ có một vòng hai thon gọn săn chắc. Không những chúng ta có thể xài được mà các anh chồng cũng có thể xài được. Và bất kể đối tượng nào chúng ta cũng có thể xài được kem bôi tan mỡ Gold Slim Collagen này nhé. Và Ớt Phượng xin giới thiệu, Ớt Phượng đang là một nhà phân phối lớn của công ty MaxiSG và chuyên phân phối nhiều dòng sản phẩm giảm cân và những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ giúp cho chị em chúng ta đẹp từ trên xuống dưới và sẽ sở hữu được một thân hình thon gọn. Và điều quan trọng nhất là các bạn hãy tìm tới những đại lý và những nhà phân phối chính hãng để chúng ta được sở hữu những sản phẩm chính hãng từ công ty, tránh tình trạng là chúng ta mua phải những sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường thì không có ai bảo đảm về chất lượng sản phẩm cho tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Ớt Phượng chia sẻ cách xài kem tan mỡ Gold Slim Collagen. Và nếu chị em phụ nữ chúng ta, nếu các bạn chưa sở hữu một bộ combo kem tan mỡ Gold Slim Collagen này thì hãy nhanh tay gọi điện thoại cho Ớt Phượng nhé. Số điện thoại là 0909 840068. Sẽ được các tư vấn viên bên Ớt Phượng tư vấn hoàn toàn miễn phí để sở hữu nhanh tay một bộ Hot Body Cream Gold Slim Collagen này nhé cả nhà. Xin chào tất cả mọi người.